Hello các bạn, chào mừng đến với tiếng Anh với Dustin and Nhi Và cái slang hôm nay chúng ta học là Karen Thì Karen là một cái tên ha, nhưng mà trong thời gian gần đây, nhất là từ khi uh, đại dịch hoàn hành thì có rất là nhiều Karen ở ngoài kia người mỹ dùng từ này như là một tiền lỏng để chỉ những người phụ nữ mà chuyện bẻ thì hãy xẻ ra to ha à, ví dụ như những cái trường hợp mà những cái người mà đi siêu thị hoặc là đi điện những nơi công cộng mà người ta bắt là phải mang khẩu trang nhưng mà không chịu mang khẩu trang rồi những người thấy cái việc gì um, nhỏ nhặt thôi nhưng mà cộng đòi gọi cảnh sát hoặc là đòi uh, a talk to the manager nói chuyện với người quản lý chẳng hạn That's Karen and she's calling the cops. Các bạn có thể nghe trong cái video vừa rồi cái anh chàng anh quay video thì anh nói là That's Karen and she's calling the cops. Có nghĩa là đó là Karen và cô ấy đang gọi cảnh sát. Anh chàng quay phim anh gọi người phụ nữ đó là Karen không có nghĩa là tên của người đó là Karen mà anh ta muốn ám chỉ là người phụ nữ đó đang phản ứng thái quá đối với một cái việc nhỏ nhặt ha. Ví dụ như bạn đang làm trong nhà hàng mà có một cái vị khách có một người phụ nữ hay tới ăn mà rất là khó chịu hay um, bắt bẹt cái này cái kia thì một ngày nọ ba ta lại tới ăn nữa. Thì bạn nói nhỏ với um, người đồng nghiệp ạ, Oh boy, Karen is coming. Câu này là loại mình có thể dịch là ôi trời, người phụ nữ nhiều chuyện đó đến kia. Ok, bây giờ bạn đã hiểu được cái ý nghĩa của chữ Karen là gì rồi ha? Cho nên khi đi ra đường thì nên cẩn thận đừng có làm những hành động hoặc là đừng nói những cái lời mà uh, làm người ta không có thật. Có nghĩa là những cái nơi ở công cộng thì um, tôn trọng người khác và để cho người ta không có ghét và để cho người ta không gọi mình là like Karen, okay? Have a good day and see you next time.